Bộ chân giả đỡ điện thoại này. Kipop WT3110A. Chiều cao nó là 1 m. Gấp lại là 350 mm. Đấy, đấy. Nặng 452 g. Đây là đỡ máy ảnh. Máy ảnh nhưng mà đỡ điện thoại được, có kẹp. Cái kẹp điện thoại đây. Hàng Trung Quốc. Đây. Đừng đi du lịch đồ nhẹ lắm. Đâu có bốn lạng. Đấy, nó bằng bằng nhôm rồi. Đấy, bằng nhôm. Đây. Nhựa mở đây. Mét hai rồi. Thoải. Khóa lại. Cao thoải mái mà. Đầu tư này chắc đừng mẹ nó được không biết. Nhìn thấy cái dưới cùng nó yếu này, nhỏ lắm, nhìn thế là không biết đâu được. Đấy, cũng được đấy. Nâng cao được. Đấy, nâng cao đây. Có nút vặn chỉnh dự tính này. Được. Để mà cái để điện thoại được. Để mẹ nhắc không được đâu. Nó yếu. Sợ mẹ để năng lên. Mà mình lên xuống. À, được. Xuống đây. Bên trái. Lật qua. Rồi. Rồi, cái bên ngoài này. Lắp vào. Đây, kẹp điện thoại đấy. Nút bắn đây này. Này mới đúng nha, mình chịu nha. Đó, chắc rồi. Đó.
Đâu những đứa đấy. Lên xuống. Này. Qua lại. Nha. Đấy. Quá ok gì. Rồi. Xong rồi. Nam muốn xem không? Đó. Chú là. Ừ, Nhật Nam nó chìm xuống đấy. Dạ, chú. À. Chú ấy. À. Được đấy. Xuống tay em nhé. Quay lại được đấy. Đây ạ. Ừ, đúng rồi. Đây ạ. Ừ, đúng rồi. Được. Đắp. Đây được đấy nhé. Ừ, đắp chụp anh nhé. Cái để điện thoại được. Có để mẹ nữa sợ hơi phiêu. Đây. Đây nó có vài con vật lại này. Đây ạ. Ừ. Quay gớm. Đây. Đây, có chút năng đấy. Mẹ nó có đây nó tháo thẻ nhớ gì đâu này. Đấy, đúng rồi đấy. Đấy. Quay kiểu nào vậy này. Lên xuống. Được. Đã được cái đấy. Nhớ thôi.